tiền đó là nó thẻ đề giờ nó từ 4 năm 6 rồi. Rồi nó bị ở phía bên sau này, là giống như là mình đeo đá cái mà nó nặng dữ lắm luôn. Rồi giờ nó tê cái hai cái tay ở sau lưng này, kiếm bò cắm mặt xuống luôn này, cắm mặt không thể tưởng tượng nổi luôn. Rồi đi khám, nói chung mình cũng lâu đi khám chấn thương tinh thần thì bảo không sao, cho nó cứ giữ thuốc giúp là dần dần càng ngày càng tệ. Mỗi lần có khi làm thầy là phải đưa tay ra, phải đưa luôn cái mình theo luôn cái nắm tay, chứ còn cái đưa lên mình đỡ đầu không được, cái lạnh phía sau là dài, cái lúc áp không được. Bây giờ thì hôm nào hay là cần không để nè, đó vậy đó đúng rồi. Rồi cái này kia đó đi kìa, rồi hiểu rồi. Rồi bây giờ ngồi xuống đứng dậy được không? Ngồi xuống dậy đã có bói không? Dạ. À, có bói là bây giờ vậy phải nhịn ăn, hút không khí chừng đã thì mới hết cái đó. Dạ. Em rồi giờ đi thử coi nó có dễ chịu không, có khó khăn gì? Không có dùng thì nó không có khăn, mà nó cũng như cái dùng để cái lợi. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Bây giờ ai làm gì để cái tên gì? Mà chỉ mà ông làm cái ông có nhịn ăn, ông hút không khí, ông giờ đã nên sẽ không có thua gì. Chị này chỉ bị cái cột sống lưng, rồi bị cột sống lưng luôn, rồi chị bị chèn luôn cột sống cổ luôn. Thành ra chị giờ giống như đá mà nó đeo trên cái phần phía trên vậy. Đây chưa? Phải đáng nhìn ăn nha. Dạ. Hôm qua giữ nhìn không? Từ hôm nào ra đây là được rồi. Ở quê đâu là? Dạ, Long An. À, rồi. Đáng cố gắng nha. À, mình phú mình thôi. Còn thầy phú thì nói đừng có mong. Giờ mong chính mình đâu. Thành ra lý do tại sao mà cứ nói mọi người phải đi học là vậy. Giờ mình phải tự cứu lấy mình. Thôi được rồi. Thank you.
Bây giờ đau quá. Rồi đưa đây. Đau gối mặt. Được rồi. Rồi nằm ngửa ra. Nghe lời nằm ngửa. Thương đẻ hả? Rồi xin xuống, xin xuống. Xin xuống. Thương đẻ nằm ra. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.